Linh Lưu nó là bé 3 tuổi à, ra ngoài không cần biết lớn nhỏ mà đụng vô đồ chơi của bé là bé cứ hát thẳng rỉnh luôn. Cái bị ba mẹ la, ba mẹ thấy mấy bạn nhỏ đó nạt nói dữ quá là khóc sợ luôn. Thì đúng rồi, nó đang tuổi khủng hoảng của Linh Ba đó à, rồi bị ba mẹ mấy bạn nhỏ nạt nói dữ quá là khóc sợ luôn. Thì đúng rồi, tại vì con nít là nó biết sợ. Cho nên là cái mà việc bạn phải làm là người ta đụng vô đồ chơi của nó thì là bạn phải can thiệp à, để đừng để cho nó bị người lớn khác hay nạt nộ của nó. Tại vì cái những cái sự nạt nộ nó sẽ ảnh hưởng tới nó sau này cũng không có tốt, phải không? Mà đương nhiên người ta khi mà con người ta bị con mình đánh, người ta phải nạt, cái chuyện đó bình thường. Cho nên khi mà mình hiểu con mình như vậy thì là tốt hơn hết, mình đừng có để cho nó chơi mình mà không có sự hiện diện của mình. Hơn nữa là cái đứa trẻ mà nó hay đụng vô nó quýnh nó nạt liền thì chứng tỏ là nó học nó bắt chước từ một cái người lớn nào đó trong gia đình, hay là những hay hay là trong hàng xóm, hay là trong trường, hay là trên TV gì đó. À, nó nhìn thấy cái cảnh mà người ta cứ quýnh người này quýnh người kia, nạt người này nạt người kia thì nó bắt chước thôi, chứ còn không thì nó không có tới cái độ như vậy.